nhà bên sông của ca sĩ Hoàng Oanh tan nát vì siêu bão ở Mỹ. Ngôi nhà của Hoàng Oanh, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc, bị cây lớn đổ thủng mái, vỡ nhiều cửa kính và mất điện dài ngày khi cơn bão Berin quét qua Texas. 3 tháng sau bão Berin, cuộc sống của gia đình ca sĩ Hoàng Oanh vẫn chưa ổn định. Chúng tôi bị hỏng hệ thống điện, phải sử dụng máy phát và ngôi nhà đang trong quá trình chờ tu sửa, cô cho biết. Trước đó, tối ngày 11 tháng 7, cơn bão được cho là mạnh bậc nhất trong vòng 50 năm qua đổ bộ Texas. Gió giật kết hợp mưa lớn khiến nước sông dâng cao, nhiều cây to đổ ngang, bật gốc. Hai cây trong vườn ngã thẳng vào phòng ngủ của vợ chồng Hoàng Oanh lúc 5 giờ ngày 12 tháng 7. Cành cây xuyên thủng mái, làm vỡ nhiều cửa kính, nước mưa xối trực tiếp vào nhà. Ca sĩ thót tim, cảm thấy thoát chết trong gang tấc vì trước đó kịp di chuyển qua phòng khác. Nằm tại phòng ngủ phụ, cách nơi xảy ra tai nạn không xa, Hoàng Oanh nghe các tiếng động lớn khi cây đổ va chạm vào mái nhà, tiếng mảnh kính vỡ. Như một vụ nổ. Biết nhà đã gặp sự cố nhưng không thể làm gì, vợ chồng tôi ngồi yên trong phòng để giữ an toàn. Chồng tôi làm việc trong lĩnh vực xây dựng nên có kinh nghiệm xử lý các tình huống kiểu này. Anh trấn an để tôi bình tĩnh lại, ca sĩ cho hay. Phòng tắm trong nhà Hoàng Oanh cũng thành đống đổ nát sau bão. Cây bật gốc hất tung gara và xô đổ nhà kho phía sân sau. Chiếc xe bán tải của ông xã Hoàng Oanh cũng móp méo, hỏng hóc vì cây đổ. Hoàng Oanh cho biết cô đã sống ở Texas hơn 10 năm nhưng lần đầu gặp cơn bão lớn thế này. Trước bão, vợ chồng cô đã cưa bớt cây cối, gia cố nhà cửa theo khuyến cáo từ chính quyền nhưng không ngờ các cây lớn chắc chắn vẫn gãy đổ do sức gió quá mạnh. Theo Hoàng Oanh, công ty bảo hiểm ở Texas đánh giá nhà cô thuộc nhóm các ngôi nhà chịu thiệt hại nặng nề do bão Berin. Vì địa hình gần sông, xung quanh nhiều khoảng trống nên khó chống đỡ khi gió mạnh. Sau bão, vợ chồng Hoàng Oanh phải thuê đơn vị dọn dẹp chuyên nghiệp đến kéo cây đổ khỏi mái nhà, thu các mảnh kính vỡ trước khi tiến hành tu sửa. Theo ca sĩ, quá trình này mất thời gian vì phải đặt lịch và chờ đợi, do nhu cầu sửa nhà tăng cao ở Houston sau bão. Tiếp đến, chồng Hoàng Oanh cần làm việc với kiến trúc sư để có bản thiết kế ngôi nhà, sau đó chuyển đến công ty xây dựng duyệt và làm hợp đồng, cuối cùng xin phép các cơ quan có thẩm quyền. Khi bản vẽ được thành phố phê duyệt, gia đình cô mới bắt tay thi công sửa chữa. Nhà Hoàng Oanh bị đổ cột điện. Việc cấp mới đường điện cũng liên quan kế hoạch tổng sửa chữa ngôi nhà, cần chính quyền cấp phép nên phải chờ đợi. Thời gian qua, gia đình cô sử dụng luân phiên 8 máy phát điện chạy bằng gas và xăng cho một số nhu cầu cơ bản. Theo Hoàng Oanh, công ty bảo hiểm đề xuất vợ chồng cô ra khách sạn ở tạm trong lúc chờ sửa nhà hoặc tá túc chỗ người thân. Nhưng cô và ông xã thống nhất ở nhà mình để tiện trông nom và có cảm giác thoải mái. Hiện vợ chồng Hoàng Oanh sinh hoạt tại một số khu vực còn nguyên vẹn như phòng ngủ phụ, phòng khách, sân vườn. Cả hai phải đóng gói đồ đạc, quần áo vào các thùng cát tông để vận chuyển khỏi phòng ngủ đã bị thủng mái. Trước đó, Hoàng Oanh và ông xã chuyển đến ngôi nhà này từ tháng 6 năm 2023. Họ mất 4 năm để tìm thấy tổ ấm ưng ý, nơi sát rừng, gần sông, có thiên nhiên trong lành như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Nhà ca sĩ có 5 phòng ngủ, phòng khách không gian mở, nhiều góc ốc kính. Cô thường xuyên mời bạn bè đến nghỉ dưỡng, tổ chức tiệc nướng. Mẹ đẻ, em gái và người thân ăn trưa trong căn nhà của vợ chồng cô. Ca sĩ lang thang trong khu vườn cạnh bờ sông, tận hưởng nắng ấm mùa thu. Cô cho biết Texas thường xuyên có bão nhưng ngày bình thường thời tiết dễ chịu, là một nơi đáng sống. Hoàng Oanh sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô gia nhập nhóm Mắt Ngọc năm 2005 sau khi hai thành viên cũ là Ngô Quỳnh Anh và Thanh Ngọc lần lượt rời nhóm. Năm 2009, Duy Uyên kết hôn và sang Mỹ định cư. Hoàng Oanh tiếp tục cùng Thúy Nga tuyển thành viên mới là Ngọc Dung để duy trì hoạt động. Đến khoảng năm 2015, do những áp lực không thể vượt qua, Hoàng Oanh rời nhóm. Hoàng Oanh kết hôn với ông xã người Mỹ gốc Việt năm 2016 nhưng đến năm 2018 mới theo anh sang Texas. Hiện cô phụ chồng quản lý giấy tờ trong công ty xây dựng của gia đình. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.